nhớ Gia giết, cá hấp cũng bánh tráng. Ngày Tết càng gần là nỗi nhớ quê của những người viện xứ lại càng khắc khoải. Đoán chắc lúc này, không ít những người con của miền Trung đang nhớ già Diết về cá hấp, chai nước mắm với mấy cọng rau muống xanh tươi trong bữa cơm sâm vầy. Đó là những nguyên liệu đơn giản của món cá biển hấp cùng bánh tráng. Nghe ra thì thấy mấy thứ này ở đâu chả có, việc gì phải nhớ. Vâng, chỉ có người từng trải qua những buổi trưa hè gắn bó với những thớ cá tươi ngon vừa xa biển thì mới thấm thía nỗi nhớ này tết còn cách vài mười ngày biển quê nhà thì xa ngàn cây số mà nỗi nhớ đã cồn cào bao tử thôi thì hãy sắn tay vào bếp cho đỡ thêm linh hồn của món cá biển hấp bánh tráng tất nhiên là cá biển mà chính xác phải là cá nục và cá bạc má hai loại cá mềm thịt mềm cá xương đã làm nên tên tuổi cho món ăn này ở sài gòn nếu chẳng thể tìm được loại cá biển mới đánh bắt bạn cũng nên lựa bằng được những con cá tươi ngon nhất chợ Ngoài ra, hãy chọn những con cá nục nhỏ bằng hai ngón tay, vừa đủ để nằm gọn trong cung bánh tráng. Còn với cá bạc má, bạn cũng phải chọn cá có độ lớn vừa phải, thì cá hấp lên mới ngọt. Thời tiết vốn không ưu ái cho mảnh đất khúc ruột đất nước, nên người miền Trung từ xưa đã rất giỏi tận dụng các nguyên liệu sẵn có và món ăn. Có khi nhờ vậy mà miền Trung mới trở thành vùng đất thần kinh của những đặc sản. Cũng vì lẽ đó, nên món cá hấp của nơi này cũng rất dễ tính. Bạn có thể hấp cá với hành lá, hành tây, ớt, thơm, cà chua, tùy theo sở thích và những nguyên liệu có sẵn trong nhà. Riêng người viết thì thích mùi tanh của cá được khử bởi hành tây, dùng cà chua để cá thơm mềm hơn và thêm ớt theo sở thích ăn cay. Nếu cùng sở thích, bạn có thể ướp cá khoảng 15 phút với tỏi, nước mắm nhỉ, bột ngọt, đường và muối. Nhớ là dùng ít gia vị thôi để không lấn át mùi cá và cũng để chén nước chấm của bạn có dịp trổ tài. Loại rau truyền thống của cá hấp của bánh tráng là rau muống, mà phải là loại rau muống xứ biển thì mới đỉnh. Nếu ở xa biển thì bạn có thể dùng tạm rau muống thủy canh hoặc chọn rau muống tươi, giòn, xanh mướt và có độ lớn vừa phải. Lặt rau muống thành từng khúc sau cho vừa vặn để cuốn, nhặt bớt lá và rửa sạch. Đừng quên ngâm rau với một ít nước đá để giữ độ giòn. Khi cá đã ngấm gia vị, bạn xếp cá vào đĩa, cho thêm một ít hành tây và cà chua cắt muối. Sau đó, cho dĩ cá vào nồi hấp cách thủy hoặc cho vào lò vi sóng, hấp độ 10 đến 15 phút là cá chín. Lưu ý là nên canh cho cá vừa chỉnh tới, nếu hấp lâu cá sẽ bị nước, nát và mất ngọt. Trong lúc chờ đợi thì ta chuẩn bị nước chấm với chanh, tỏi, ớt, đường và nước mắm. Khi cá chín, cho thêm vào chén nước chấm một ít nước cá tiết ra trong quá trình hấp để nước chấm thêm phần đậm đà. Với bánh tráng, nếu không có bánh tráng bột sắn đặc sản của miền Trung, bạn có thể dùng bánh tráng bột gạo để thay thế. Tuy hương vị có hơi khác, nhưng độ ngon thì cũng một chín một mười. Xong xuôi hết rồi, thì đến giai đoạn ăn Người miền Trung ăn cá hấp cũng bánh tráng đơn giản lắm. Nhúng sơ bánh tráng qua nước, cho cá và rau muống lên, dùng tay cuốn lại, chấm nước mắm là thưởng thức. Với cá bạc má, họ cho từng thớ cá chắc ngọt vào cuốn. Còn với cá nục, nhiều người còn gấp nguyên con lên thảm rau muống xanh tươi. Họ bảo, xương cá mềm lắm, ăn vậy mới thấm thía, thế nào là ngon từ thịt, ngọt từ xương. Cá biển vừa thơm ngọt, lại vừa mềm bùi, rau muống vừa tươi vừa giòn, bánh tráng dai dai, mặn mặn, nước mắm thì đủ vị ngọt mặn chua cay chỉ đơn giản vậy thôi mà đã làm nước lòng bao thế hệ thiết nghĩ ngon hay không là tùy khẩu vị món ăn có đúng điệu đúng chất mà bản thân người thưởng thức không thấy ngon miệng thì cũng vô nghĩa nếu đã quen với các món cuốn miền nam bạn có thể biến tấu một chút cuốn cá với bún và nhiều loại rau khác như xà lách xoài dưa leo rau thơm rau quế húng lũi diếp cá sự tổng hòa hương vị của các loại rau sẽ tạo nên một trải nghiệm rất khác biệt cho món cà hấp của bánh tráng mà ngay cả những người bảo thủ nhất cũng muốn thử qua.